Biết của chương trình và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với sự kết hợp của hai nghệ sĩ, đó chính là phần góp mặt của nghệ sĩ Thanh Ngọc cùng với Chu Vàng Vọng Cổ 2020, ca sĩ nghệ sĩ Nhật Nguyên. Đó, hôm nay chị cho em thành ca sĩ luôn Nhật Nguyên ơi. Dạ, xin mời hai chị em ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Thanh Ngọc cũng xin trân trọng kính chào tất cả quý thầy, quý cô và quý Phật tử. Cũng thầy luôn là cảm ơn anh Linh với chị Nga. Mỗi năm mà cũng vậy, Thanh Ngọc cũng được về đây để hát và phục vụ. Thanh Ngọc xin gửi mến một bài Hoa Ức Diệp của Chí Thanh. Dạ, mời thầy. Yeah.
nghệ sĩ Nhật Nguyên và cùng với một trong
bốn chị em nghệ sĩ, gia đình nghệ sĩ, đó chính là nghệ sĩ Thanh Ngọc, là người em của nghệ sĩ Thanh Hằng, luôn được rất nhiều quý vị khán giả yêu thương. Và chúng ta cũng không quên được dành tặng một tràng thật lớn cho quý vị. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Dạ, xin cảm ơn. Chị Ngọc ơi, nếu cho em hỏi thăm